Xin chào tất cả các anh em nhé. Hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn anh em là cách quay video màn hình khi chúng ta livestream game hoặc là muốn làm các cái clip để chơi game và bất kỳ các cái nội dung gì ở trên cái điện thoại của chúng ta mà không bị tự động nó tắt đi từ các ứng dụng tăng tốc. Như đợt trước thì mình có hướng dẫn các bạn các cách để có thể là sửa được cái lỗi này, nhưng mà hiện tại mình đã tìm ra được một cái cách tối ưu nhất cho anh em. Anh em để ý nhá, như bình thường các ứng dụng tăng tốc chúng ta xóa các cái nội dung chạy ẩn đi thì tự động cái màn hình này, cái ứng dụng quay video màn hình này có hai cái logo này nó sẽ mất đi. Nhưng sau đây thì mình sẽ cho các bạn xem một ví dụ. Đây, cái điện thoại này có chức năng nữa là tăng tốc. Đây, ví dụ như mình lướt Facebook đây, có thể là lướt Facebook này. Đây là một ứng dụng của dòng Xiaomi. Đây, tăng tốc này, chúng ta là đã xóa được, xóa các cái ứng dụng chạy ẩn đi, nhưng mà cái màn hình này của mình và cái logo này không bị mất. Đấy, bây giờ mình sẽ ví dụ cho anh em khi mình ấn tăng tốc như này, đang xóa cái này thì nó sẽ mất cái logo và mất cái camera của mình đi. Anh em cùng chờ xem nhé. Đây nhé anh em ơi, vừa rồi thì mình đã thí nghiệm cho các bạn là xóa cái ứng dụng chạy ẩn đi. Xóa các ứng dụng chạy ẩn thì nó tự động nó tắt đi. Đây, mình thu nhỏ màn hình lại tí cho nó. Đây, bây giờ nhá, mình sẽ xóa ứng dụng chạy ẩn này. Xóa này. Đấy, các bạn đã thấy là mặt của mình và logo đã biến mất. Đấy, thì hay chưa? Và bây giờ là các bạn cùng chờ này, mình sẽ lại cho nó lên và mình hướng dẫn cụ thể từ đầu đến cuối này. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ vào một các cái ứng dụng như bình thường. Như mọi lần thì mình hướng dẫn các bạn là cách quay video màn hình bằng cái phần mềm AZ Screen Recorder. Thì bây giờ là mình sẽ vào cái phần mềm AZ cho các bạn xem. Ấn vào AZ này. Đây, mặt của mình lại lên này. Và bây giờ thì chúng ta có thể là khắc phục cái lỗi này như thế nào. Các bạn sẽ thoát ra ngoài, thoát hẳn ra ngoài này. Các bạn kéo lên. Đây là mình sẽ hướng dẫn cho các cái dòng Android, từ Oppo hay Xiaomi, Samsung đều có cái tính năng như thế này. Các bạn sẽ kéo từ dưới lên trên, kéo lên từ dưới lên hơn giữa màn hình thì nó sẽ hiển thị lên cái bảng như thế này. Đây nhá, hiện tại thì chưa thấy cái ứng dụng AZ vào. Chính vì vậy chúng ta sẽ ấn vào cái này, ấn vào cái ô vuông nhá các bạn, ô vuông thứ hai từ trên xuống của bốn cái này. Đấy, các bạn để ra được cái mục màn hình chính của cái phần mềm AZ này, sau đó các bạn quay trở ra, các bạn kéo lên. Đấy, bây giờ giữ chặt vào cái AZ, cái phần mềm nhỏ AZ ở bên dưới này, giữ chặt vào nó. Bây giờ có cái biểu tượng khóa này. Đây, mình sẽ kéo cái logo của mình vào cái biểu tượng khóa. Đây, nó là cái biểu tượng khóa này nhé. Chúng ta sẽ ấn vào khóa. Ok. Và sau đây thì mình sẽ cho các bạn xem. Khi chúng ta sẽ ấn xóa đi. Ở đây là có AZ đang khóa, Liên Quân đang khóa, còn Facebook đang không khóa. Chính vì vậy mình ấn này. Đấy, bây giờ mình quay ngược trở lên này. Hiện tại là hai cái mục này vẫn còn, nhưng Facebook đã mất. Đấy, rất là hay. Còn như ngày xưa thì mình hướng dẫn các bạn là vào cái mục cài đặt, xong tiếp theo là vào cái mục thư viện âm thanh để là xóa các cái phần mềm tăng tốc đi. Nhưng mà bây giờ là mình đã có một cái cách khắc phục rất là hay.
Đấy, anh em nào làm được thì thấy video này hay, anh em ấn like, chia sẻ để mọi người cùng biết và ấn đăng ký kênh để mình sẽ có rất nhiều các video hướng dẫn khác nha. Chúc các anh em thành công.